Chào chú bác mình nha. Hôm nay mình lên chú bác video gặp 25 mã hàng như thế này. Đó, hàng rất đẹp. Em gặp combo hôm nay combo đẹp 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 không à. Anh em tha hồ mà mua mà lựa ha. Mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035 em tên Nghiệp. Tất cả giao dịch trao đổi cũng như mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại. Em không chốt đơn YouTube cũng không có hồ mà lên YouTube. Em lưu ý giùm em mua hàng thì mình kiểm tra hàng trước khi nhận giúp giùm em. Đừng có tránh trường hợp anh em mình đem về nhà rồi mới khui hàng ra, lúc đó mới báo hàng lỗi hàng này hàng nọ, rất là khó xử cho em anh em. Thì phí ship em cũng vậy thôi, kinh phụ này em sẽ tính cho anh em mình là hỗ trợ cho anh em là 20.000 trên một đơn, tất cả ship nhanh nha anh em. Ship nhanh, ship qua tốc hoàn toàn cho anh em mình 20.000 trên một đơn, thiếu là bên em sẽ bù vô hỗ trợ cho anh em một phần nào đó, chứ phí ship không bao giờ 20.000 đâu anh em. Hai đơn mình sẽ được bao ship hoàn toàn. Rồi không mất nhiều thời gian nha. Thêm phần này nữa anh em cũng đừng có quan ngại, mình cũng đừng có sợ là mình ở dùng sâu dùng xa, mình ở cao nguyên đồng bằng hay là ở trên dùng núi như thế nào đó, miễn sao có hàng quá shipper ship tới là ship tới cho anh em mình, hoặc là ngoài biển đảo như thế nào cũng vậy, cũng 20.000 trong một đơn thôi, nhân hàng kiểm tra thanh toán và trả tiền không mất gì hết. Rồi mã đầu tiên cho anh em mình là combo nha anh em. Đó, combo cần là cần súp lở nha anh em, chất liệu là phíp nha, chất liệu là phíp. Đó, cái cần sút lở nè, dài của mình là 2m4, độ cứng tầm khoảng 15-20, có dòng sút lở nè, khoen dòng sứ đá này nè. Đó, ngoại hình đẹp nha, một cái màu xanh. Đó, cái này cho anh em mình về câu ngâm, câu lăn xê rồi anh em. Đó, con máy thì đi kèm với anh em mình, đây là con máy hãng của Siêu Star. Con hãng Siêu Star hãng của Nhật nhưng mà sản xuất tại Korea. Toàn thân con máy đều bằng carbon hết, kể cả tay quay cũng là carbon luôn. Đó, em gáp bộ là anh em yên tâm. Vừa chơi lắm anh em. Về câu ngâm, câu lăn xê đâu nè. Đó, hoặc là có thể lua rê cũng được anh em. Nhưng mà nó không phải cần chuyên lua nha. Nhiều khi buồn buồn mình đem ra mình lua, câu lua vẫn được. Đó, con này cước số 3, 340m, cước số 4, vô 250m đằng nè. Máy thì máy mua bình sóng, đổi tay trái phải nha. Combo được rất là tiện. Mã số 1 em bán cho mình cũng chỉ có 250.000 nha anh em. Mã số 1, 250. Và combo số 2 cũng vậy, cũng là một cái cần chất liệu, cũng là phíp hàng Nhật Bản, cũng là 2m4, hãng của Suzumi, hàng của thằng Nhật. Đó, sản xuất tại Trung Quốc, chất liệu là phíp nha anh em. Khoen cũng như là khoen dòng sứ đá xám này anh em. Đó, phôi cũng đẹp đẹp không à, mấy hàng em tuyển cho anh em mình cái này về cái tự do mà chơi. Giá có 1-200 ngàn, giống một bữa ăn sáng được đi cà phê thôi. Anh em mua về anh em câu nhiều thế loại. Cũng 15-20, con máy đi kèm cũng vậy, cũng là con máy của Hàn Quốc. Con máy này máy Korea nha anh em. Máy Hàn Quốc nè. Có con máy cũng vậy, size nó tầm khoảng 2.500. Cũng là máy mua pin sóng nè. Đổi tay trái phải nè. Hoạt động ngon lành nè. Đó, bò nó cũng gì nè. Cái câu mã số 2 giá này 250 nha anh em. Mã số 2 giá 250. Tiếp mã số 3 luôn cho anh em mình là bộ cần này là 2 khúc nha anh em. Cái cần này là cần hai chi. Chất liệu là phíp đỏ, hãng của Olympic, cho anh em mình câu bè nè. Anh em mình về câu bè, câu xuồng rồi đó. Anh em câu bè, câu xuồng rồi thì mua cái này về. Câu cá rảnh hoặc là câu tôm hoặc là câu dòng cá chuyên bè đó anh em câu được hết. Hàng Olympic như anh em, cây này dài 1m8, độ cứng nó tầm khoảng 30. Khoen của mình là khoen dòng sứ đá trắng. Nha, khoen dòng sứ đá trắng, có trầy xước sơ sơ nè. Đây con máy của mình đi kèm, đây là con máy hàng của Daiwa nha anh em, con này size 7, size 600 mà anh em. Đi với cần rất là hợp, chuyên câu bè nè, thì cỡ này thôi. Con máy là máy carbon. Mắt in ra băng luôn, hàng Daiwa nha. Mua bình sóng đây. Cước số 3 vô được 50m, cước số 2 vô được 100m. Máy mua bình sóng, đổi tay trái phải, tất cả hoạt động hoàn thiện không lỗi lầm. Em thấy rất là mượt mà nè. Combo này thì mã số 3 giá cho anh em mình là 300.000 nha anh em. Bình thường anh em mua con máy này không đã 250-300 rồi, con máy Nhật thế này nè. Đó thì em gặp cho combo anh em mình mua lúc nào cũng rẻ hơn bình thường. Đó, em bán thì bán lần được 2 đơn. Thay vì bán một đơn bán lần được 2 đơn thì bớt giá xuống cho anh em mình tí xíu. Cho anh em mình dễ mua. Em gáp thì đúng bài lắm anh em về anh em khỏi phải suy nghĩ, cái cần này đi với máy nào hợp hoặc cái máy này đi với cần nào hợp, em chơi cho combo là đúng chuẩn cho anh em mình chơi nha. Mã số 3 giá là 300. Tiếp anh em không thích hai khúc ngắn quá thì chơi ba khúc 2m4, một cái cần màu cam cán gỗ rồi anh em, bắt máy là bằng hợp kim không gỉ xét, anh em câu nước mặn được nè. Khoen có khoen dòng sứ đá trắng nè, 2m4, hãng của thằng gì đây, hãng của NGK nè, chất liệu là phíp anh em, một màu cam. Thì cây này cũng vậy, cứng tầm khoảng 30 nha, khoảng 30-40 gì đó, 3 khúc 2m4 màu cam, con máy đi kèm nè. Thì cây này là chuyên quýnh lăn xê, con ngâm đồ đó, anh em quýnh mè đâu được. Em đi cho anh em con máy nó to hơn, là con máy này size nó khoảng 3.000, cũng là hãng Siêu Star, các fit là carbon nè anh em, Gatio 461, tốc độ cũng nhanh nè, size 3.000 này, con này cũng sản xuất tại Korea nha anh em. Đó,
Bước số 3 vô được 120m. Radio 461 full carbon thì máy hơi dơ nha anh em. Nè. Một bình sóng, máy đổ tay trái phải, tất cả hoạt động hoàn thiện không lỗi lầm. Đó, máy cũng mượt mà, thì lại là em không có vệ sinh thôi anh em. Em về em không có nhiều thời gian để lau chùi vệ sinh thôi chứ máy đẹp lắm. Đó, combo này coi anh em, con ngâm con lăn xê đâu, anh em quấn lục độ cần cũng được nữa anh em. Có thể câu như vậy được. Thì combo này là mã số 4, bán năm cho bác mình giá cũng chỉ 300.000 nha anh em. Rồi, tiếp anh em muốn quấn bạo lực hơn thì lấy cây này. Cây này thì hai khúc anh em, hai khúc chất liệu cũng là phíp nè, cán gỗ nè, nó quấn dây cầm rất là chắc chắn anh em. Anh em hai đổ mồ hôi tay rồi đó. Câu mà cảm giác nước nó dính tay nó chân trơn khó chịu thì anh em mua mấy cây này, tại vì nó có mấy cái này là cầm rất là chắc tay. Ha, cây này thì hai khúc 2m. 2m1 anh em, cứng tầm khoảng 50 60. Đó, cây này thì quấn câu ngâm, câu lăn xê, quấn bạo lực một chút. Cứng khoảng 50 anh em tải chì nặng được. Đó, khoen của mình cũng là khoen dòng sứ đá trắng, con máy đi kèm là con máy size nó khoảng 4.000 anh em. Đó, em gáp bộ cho anh em mình rồi. Nó đỡ tốn mua 2-3 chỗ tiền ship. Cũng là Gapfit nè, con này hãng con Diamond anh em. Diamond, Gapfit cũng toàn thân carbon nè. Em lựa toàn máy carbon cho anh em mình không. Radio là 141 nè anh em. Cước số 2 300m, cước số 3 200m nha. Con này size 4.000. Mua bình sóng đây. Đổi tay trái phải, máy mượt mà nè, mới ghê không. Đóng bụi thôi, về mình lau chùi vệ sinh khổ cần dầu mỡ gì hết. Máy này rất là mượt rồi, không cần dầu mỡ nữa. Ngon lành thế nào, em gáp bộ thôi, chuẩn không. Con này mã số 5, combo này giá là 400.000 nha anh em. Đó là bình thường anh em mua con này không phải là 300 mà nó rẻ nè. Con hãng con Diamond nè. Đó thì mua combo này là 400.000, lại rẻ hơn nữa. Dễ mua, một số anh em mình mới câu, mới tập chơi rồi đó. Mình cũng không biết là cái cần này câu cái gì, gáp với máy nào cho phù hợp. Không biết thì đây là hàng em bán cho anh em mình. Combo về vậy là chơi thôi. Rồi tiếp anh em lên cho mình nè. Đây là cần tay lông ngắn anh em, làm tay cầm cán gỗ bằng đã qua anh em. Nè, cây này thì nó đi kèm với cái cây gỡ cá bằng trúc nữa nè, đã lắm. Trúc nghệ nhân nè, bắt đầu gửi gỡ cá nè. Đó, anh em còn cây gỡ cá nha. Đó, cây cầm của mình thì nó dài nhiêu quên mẹ nó rồi. Nè, rồi lưu ý tất cả đầu lóng của mình đều có rinh chống nổ đầu lóng hết nè, nó giờ. Cái đầu ngọn nè, đầu ngọn nó có sơn nè, thấy không? Sơn phân tầng nè. Chống nổ đầu lóng hết nha. Cây này thì nó tầm khoảng 3H nha anh em, lóng ngắn, thu gọn như 45cm thôi, tầm khoảng 3H thì cây này nó dài à. 1 2 3 4 5 6, 3m9 anh em ơi nha. Cây này dài 3m9, nó tầm khoảng 3H, chất liệu là phíp nha em. Cái màu hơn nó cũng đẹp nữa nè. Đó, nó sơn như con cọp vậy nè, vàng vàng vợn mà dần dần như con cọp vậy nè, thấy không. Ngọn 0.7, tầm khoảng 3H nè. Một cần tay lóng ngắn thu gọn 20 nè, 40 à, cây này thu gọn 50cm nè. Cây này mã số 6 nha, giá có 150 nha em. Mã số 6 giá 150.000. Rồi anh em thích lóng ngắn, lóng dài, cây này lóng dài, cây này hàng Olympic nha. Cây này của mình dài là 4m rưỡi. Cây này tầm khoảng 4H nha em, 4H ngọn to nè. Cũng có chống nổ đồ lóng hết anh em, mấy cái rinh chống nổ đồ lóng có đủ hết nè. Ngọn 2 ly anh em, 4H nha. Hàng chất liệu là phíp, sơn là sơn giả trúc. Cây này êm. À, có cái rinh chỗ này nó bị tuột mất rồi anh em ơi, nó mất cái rinh chỗ này nha. Về anh em mình coi, mình băng keo mình quấn lại hoặc để dây cống bình thường nè, không sao đâu. Nguyên bản nha. Cây này ngon nè. Cây này mã số 7, giá 150. Tiếp như mình combo là hai cây này nha. Anh em cũng kiếm mấy gần tay mà hơi quấn chắc tay, quấn bạo lực một tí thì anh em cứ mua mấy cái ISO về hạ tay. Rảnh chút xíu mình hạ tay về. Cây này bắt máy Fuji luôn em, một cây 3m6 và một cây 4m rưỡi nha em. Chất liệu là phíp, nút đít đồ hoàn thiện. Là nó chỉ hư khoen dẫn nè, hư mấy cái khoen này nên em bán cho anh em mình cái kiểu sát. Sát ISO về cho anh em mình hạ tay. Thôi là không có dập nha. Nhiều khi anh em mình nghĩ cái từ sát cần anh em nói nó dập dãy nha, không có. Không có dập nha anh em. Đó. Chỉ là nó hư khoen thôi. Nó hư khoen thôi, em không, em làm biến thay sửa chữa quá em bán cho anh em về mình hạ tay. Đó thì quý anh chú bác mình kiếm mấy cây mà nó về hạ tay mà quýnh bạo lực của đó thì mua mấy cây này về chơi cho em. Rồi, một cây này là 4m rưỡi, cây này là 3m6, độ cứng nó đâu đó tầm khoảng 4H. Một cặp này mã số 8 nha anh em, bán cho anh em chỉ là 200.000 thôi nha. Hai cây như thế này là 200.000. Tiếp anh em với cây quýnh lăn xê thì lấy cây này, cây 3 khúc, 3 khúc 3m nha anh em. Đó, ngoại hình thì không được đẹp lắm. Đó, một màu xanh dương, ngoại hình không đẹp lắm nha. 3 khúc, cứng tầm khoảng 50-60 cho anh em mình con ngâm con lăn xê đâu nè nha. Ngoại hình thì không đẹp lắm, chất liệu là phíp, một cái màu xanh dương. Đó thôi thì ngọn to nha anh em, ngọn 3 ly nha, ngoại hình không đẹp. 3 khúc, 3m, cứng tầm khoảng 50-60 thì mã số 9, bán 200.000 thôi. Anh em nào không chơi ngoại hình nó không đẹp đó
mình đi câu, mà nói chung là đi câu là được đó anh em. Thì mua cái này về chơi 200 ngàn nha, mã số 9 đó. Hoặc là đi câu ở mấy cái lại mấy cái đầm mấy cái vuông của người ta đó anh em, câu đó mình gửi cần câu để đó luôn cũng được đó. Nhiều khi chứ đi đường xa mình quải bạn bè mình đi quải chịu gì nổi, cứ gửi lại mua cái này gửi lại câu. À, bữa sau ra cầu lấy ra cầu tiếp thôi, giờ lỡ như có mất cũng không có tiếc tiền. Đây, cây này mã số 9 giá là 200 ngàn. Tiếp lên như mình cây này cây ISO nha em, cây này cây ISO khoan nhỏ. Ở bắt máy Fuji, hãng cũng Daiwa nè em. Cây Daiwa đọt 2 3,9 luôn, cây này đẹp nè, chất liệu là phíp nha. Tất cả Fuji hết. Cây này giá rẻ đây nè. Cây này em tính ghi giá 300 rồi mà thôi, lỡ ghi 200 nên bán 200 luôn nè. Nha, 3,9. Đẹp nè. Thông số đẹp luôn, đọt 2 3,9. Thôi rất đẹp. Nha, tất cả Fuji hàng nguyên bản hoàn thiện hết anh em. Chiếc lần tiếp hàng đây qua. Rồi thì cây này mã số 10, giá là 200 ngàn nha anh em. Nguyên bản này, nguyên zin hết, 200 ngàn, ngoài hình đẹp luôn. Lỡ ghi 200 nên bán thôi, bán 200 luôn nè. Tiếp đến cây này cây súp nha, cây này cây súp chất lượng là fit. Đó thì cây này thứ nhất là nút đít mình nó bị bể nè anh em. Nút nhựa mình bị bể nè. Ha, phôi không có giặt nha anh em, chất liệu là phíp, bắt máy Fuji nè. Cây nản con Daiwa luôn, dài 3,6 m, độ cứng H. H là cây này nó cứng ngang ngửa 27-30 nè, cứng khoảng 30 nha. Đó. Một cái súp rút nha anh em, khoen gập nè. Nói chung khoen của mình thì nó hư hết khoen rồi, hư hết khoen này nè anh em. Về mình coi mình thay lại khoen khác nha. Đó, mấy khoen trên đây thì ok, đầu bu cũng ok. Đó, cần thì bể nút đít. Phôi màu cam nè, cây Daiwa Z-Box đẹp. Cái súp phíp rút cứng khoảng 30 nha anh em, cây này cứng nha. Khoảng 3 ly. Đó thì tình trạng cần mình như vậy. Thì cây này mã số 11 em bán chú bác mình giá là 200 ngàn nha em. Mã số 11 giá 200. Mã số 11 giá 200 ngàn. Rồi tiếp lên chú bác mình đây. Cây này là cây 3 khúc. Cây này là mới gần như chưa sử dụng nha em. Chất liệu là phíp nha. Hãng của thằng gì đây. Nó có giá trên hộp luôn. Bao luôn nè. 3.100 yên. Ở đâu nó khoảng 5-600 ngàn cây này nè. Dài 3 mét. Cứng khoảng 40-60. Là cây này cứng 50 nè. 3 khúc 3 mét. Mới gần như là chưa sử dụng đó nè. Nói chung mới nè, mới nhưng mà em thấy nó cũng có bụi dơ nha. Nói chung cũng không phải là mới tuyệt đối. Mấy cái trầy này là do nó cọ vô cái chỗ bắt máy này nè em. Dính keo tính đâu là gãy chứ. Ba khúc màu này đẹp quá nè, anh em là thích cái màu mà kiểu là vân gỗ nè, lấy cây này anh không, cái màu vân gỗ thì lấy cây này ba khúc. Thì cây này mã số 12, ba khúc 3 mét. Cây này bán cho em giá là 300 ngàn nha anh em, 300 ngàn. Ngọn to, ngọn 3 ly nha, ba khúc cũng 50. Tiếp lên cho mình cây này, cây hay chi hai khúc hai ngọn luôn anh em, mới tinh. Một ngọn cứng 15-25 và một ngọn cứng chắc 25-35 nha nè. Ngọn 15-25 này, ngọn này to hơn ngọn này 25-35 nè. Hai khúc nha, khoen nó đẹp, bắt máy Fuji, khoen dòng sữa đá trắng nè. Cây này hãng của thằng Daiwa nữa nè anh em. Daiwa 2,4 m. Hai khúc hai ngọn nha nè. Một ngọn nè, ngọn này ngọn nhỏ nè, ngọn này khoảng ly 4, còn ngọn này khoảng ly 6 nè anh em. Hai ngọn nha, hàng nguyên zin nguyên bản, ngoại hình đẹp, một cây hay chi. Hai khúc. Thì cây này mã số 13 bán cho bác mình giá là 300 ngàn nha anh em. Mã số 13 giá là 300. Tiếp như mình cây này, cây 3 khúc quýnh bạc bãi biển rồi nè, quýnh lục xa bờ rồi nè, hoặc là quýnh ngâm lăng xê rồi, quýnh mồi chì nặng rồi đó. Đó, anh em bạc cục chì khoảng 1 kg là mấy cây này anh em bạc được nè. Mua mấy cây này về chơi. Chất liệu là phíp nha. Khoen cũng về dòng sứ đá trắng nè, cây này hãng Olympic, hàng Nhật bãi, nội địa Nhật, 3 khúc 3,9 m nha. Ngọn to, ngọn 3,5 ly. Cứng khoảng 30 đến lục, tầm khoảng 60-80 lần C. Thì cây này mã số 14, bán chú bác mình giá là 300 ngàn. 300 ngàn thôi. Rồi, tiếp bên mình cây này là cái ISO khoan nhỏ, cây này hàng carbon nha anh em. Nè, nút đít mình có độ vô nè anh em. Nè, nút đít nó độ, nút chai vô nè, quấn mà keo vô nè, em lưu ý giùm em. Bắt máy Fuji rồi nha anh em, cây đột 2,5 m, hàng carbon nè. Thì nó cũng hư khoen nữa nè, bán cho sát về cho nên mình hạ tay. Thì anh em chú bác mình lưu ý giùm em, ai mà thích mấy cái cần tay mà phôi, nói chung là để đi quýnh gần được anh em, quýnh bạo lực được á, thì mua mấy cái ISO này về hạ tay cho em, đừng lấy mấy cái cần tay nguyên bản đi đánh bạo lực hoặc là đánh gần vào biển rồi đó, anh em giật nó nổ hết. Tại vì cái phôi cần tay là nó chuyên quýnh chép, anh em phải dòng cho con cá nó chạy, dây nó phải dài, anh em phải diều con cá,
Còn ví dụ mà anh em đánh nộp đánh bạo lực á, thì anh em cứ mua mấy cái phôi ISO, một là ISO phen nhỏ, hai là ISO phen lớn về đánh. Còn muốn nặng hơn, chắc hơn nữa thì mua vô cần súp về đánh nữa là ok. Là anh em giật nó không nổ, nhiều khi anh em giật cái nó bị sốc vô mấy cái rạn đá nữa, nó nổ cần tay. Giờ anh em cho mình anh em mua mắc tiền cũng vậy, anh em giật nó sẽ nổ. Hay giật một lần nó sẽ rạn nhẹ, giật hai lần nó rạn từ từ từ, giật ba bốn lần nó sẽ nổ liền. Như vậy còn mấy cái phôi này là đặc thù là nó chịu tải cao đó anh em, chịu tải cao với cái độ cong nó nè, độ cong có thể cong chiếc C luôn á. Anh em có lên YouTube anh em coi cách đánh ISO này, em coi mấy anh em mà bên Nhật họ đánh, hoặc là số anh em Việt Nam mà nó đánh cầm cái ISO á. Em thấy cong nó cong nó chung nó muốn gần thành chữ O luôn á, cầm cái cần nhìn mà sướng lắm nè. Đó nên khuyến khích anh em mình ha, đặc biệt thì nhiều khi anh em mình không biết mình mua cần tay mình thấy nó cứng cứng về mình đem ra gần rồi đó, mình gần đá câu biển rồi đó. Anh em đóng nó gãy hết. Em nói là gãy hết. Anh em câu 1 2 tháng thì nó im 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 chứ về là nổ hết, gãy hết. Trước sau cũng vậy, thì cứ mua mấy cái này nè, giá nó lại rẻ hơn cần tay, anh em mua cần tay lại mắc hơn, mua cái này nó rẻ hơn ha. Thì cây này cũng vậy, là cây ISO nó cũng hư khoen rồi anh em, nó hư khoen dẫn thôi. Nó phôi thì nó không có đẹp, thì mình muốn đẹp thì về mình phải sơn mình tút lại nha anh em. Thì cái này mua chai chừng 30.000 về tút lại. Thì cây này nè tầm khoảng 5H nè, ISO nè anh em, 25m4, thì 5m4 cái ngọn nó gãy rồi anh em, cái ngọn nó hạ xuống nó còn ngắn thì anh em cho nó còn khoảng 5m đi. Đó, ngọn là ngọn 2.5 ly nè, thì tình trạng cây này như vậy. Cây này 56H luôn á, thì anh em muốn đánh bạo lực thì anh em mua cây này về hạ tay đánh ha, tình trạng như vậy. Hàng carbon, hàng Nhật Bản nha, bắt máy Fuji luôn nè. Thì cây này thì mã số 15 bán cho bác mình giá là 300.000 nha anh em, số 15 giá 300. Rồi để tiếp tục anh em mình cây rút mini. Cái cây này đẹp quá anh em, cái mút nó cũng lạ nè, mút nó mút mềm chứ nó không cứng nha, nó cũng không phải mềm lắm, nó hơi hơi nha nè. Đó, bắt máy Fuji nè. Cây này hãng Olympic, một cái màu cũng đẹp đấy nè, dài 2m7 luôn, tất cả fan Fuji mới tinh hoàn thiện, hàng sản xuất tại Korea nè, hãng con Olympic này nè, 2m7 luôn, màu đẹp anh em thấy đẹp ghê không. Một cái Olympic hai tìm này lắm nha, carbon sẵn, màu đẹp quá. Anh em nào mà mạnh mẽ cá tính đâu nè, thích màu tím yêu màu hồng thì mua cây này. Đó, anh đúng là tím hồng luôn nè, yêu màu tím thích màu hồng thì lụm cây này. Nguyên zin nguyên bản vậy nè, độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 15 và 2m7, một cây rút mini mới tinh. Lâu lâu mới có một cây 2m7 nha quý chú bác mình ơi, đẹp như thế này thì cũng lâu lâu mới có một cây thôi. 20 40 thu gọn 45 cm, ngọn của mình là 1.8 ly. Cây này mã số 16, giá là 500.000 nha anh em, giá là 500.000 nha. Tiếp lên chú bác mình đây, một cây hai khúc, một cây hai chi. Anh em chú bác mình hôm qua mua cái cây trong hộp thì không kịp, thì mua là cây này. Cây này 2m4, nó dài hơn nha, nó cũng cây đai hoa, nó giống hệt cây trong hộp kia thôi, sẵn hai da nè. Cây này thì cứng 20-30, 2m4 ha, một cây đai hoa carbon rút cơ, sẵn hai da tới ngọn luôn này nè, đẹp không, cũng là fan Fuji hoàn thiện hết, không có lỗi nè, cũng có sờn chỉ xước sơ sơ là cây này không có hộp. Đó, cây này thì nguyên bản tem vàng nội địa Nhật đây. Thì cây này mã số 17 nha, bán chú bác mình giá là 600.000, mã số 17 giá 600. Rồi tiếp lên cho anh em chú bác mình, đây là cây cần tay nè, một cái cần tay lắm dài, cây này hãng của Tokyo lâu lắm rồi mới gặp lại nha. Cây này hơi dơ thôi chứ không cũ nha, 3m94H, lâu lắm rồi, cây này phôi cực kỳ ngon luôn. Đó, anh em nào đã đánh rồi sẽ biết cây này. Đó, nó hơi dơ hơi bụi như này. Thì em về đó là cái lô cận của em là nó có ba cây như thế này nè anh em, cả ba cây đều nó có cái thẻo cột như thế này, cũng dây màu đỏ, nó cũng quấn chỉnh đi luôn, ba cây giống hệt nhau và không có cây nào mà gọi là nứt lóng hay dập lóng anh em. Chỉ là cái thằng Nhật trước nó đánh bạo lực quá anh em, nó quấn chỉ để nó gia cố đồ lóng thêm nè, y chang luôn. Em có ba cây còn dắt đó một cây nữa kìa ha, là giống hệt nhau như thế này. Bao anh em về, anh em thích về mình cắt chỉ này bỏ, cắt rồi mình kiếm đồ mình tẩy cái keo dính như này bỏ ha. Nếu mà anh em về cắt ra mà nó có dập nứt trong này anh em cứ báo em nè. Em coi rồi, em lấy đèn gọi rồi là không có dập, không có cây này dập hết, tặng thằng Nhật nó thích tên. Đây còn cây nha, nó làm y chang nhau. Đây có một cây này nữa không? Đây là một người chứ ai đâu, y chang nha. Tính đâu là nó dập, nó nứt, nó gia cố mà không có nha anh em, không có dập, không có nứt. Đặc biệt là cây này 3m9, rất là nhẹ nha anh em. Nè, 4H luôn. Anh em chú bác nào đánh đài, đánh đơn thì lụm. Đó, để gì đánh cho yên tâm thì cứ để gì chơi, còn không thích thì về mình cắt chỉ đó bỏ. 3m9 ha, 4H là vượt cứng đó nha anh em. Cây này là vượt cứng 4H đấy, chứ không phải mềm đâu. Ngọn 1.1 ly này, cân nặng của mình đúng 100 gram, đúng 100 gram làm cân luôn cả cái này nha anh em.
em cân luôn cả cái thẻo luôn nè, trong có thẻo này là khoảng 90 gram thôi, có nghĩa là cái dòng Tokyo này đã lắm, Tokyo Nhật Bản nội địa nè, đã lắm nha, anh em cứ mua cho thử đi. Thì cây này mã số 18, bán chú bác mình giá là chỉ có 600.000 thôi nha anh em, em bán bình dân lắm anh em ơi. Tiếp đi mình cây này là cái ISO thân nhỏ, cây hàng của Daiwa nè, nha Daiwa, trên này là vảy cá đây nè, vảy cá nó dính còn quá trời nè, cây này về đi câu lấy cái dĩa bao mớm luôn, bắt máy Fuji đời mới nè, đọt số 3 luôn nha nè, đọt số 3 giờ 5m3, mấy chỗ này là dơ bẩn nè, cây Daiwa gần đọt 3 5m3, ISO lớn nha anh em, hàng made in Korea nè, mặt là nó nhìn pho được thấy đẹp không, một cái màu vàng, anh em là hợp phong thủy mạng kim gì đó, hợp phong thủy là lấy cây này chơi, nắp chụp Daiwa, có nắp chụp Fuji, tất cả fan Fuji hoàn thiện hết, có công nghệ HS của Daiwa này nè, hàng là nguyên zin nguyên bản, phôi đây em thấy không, có chạy xước nhẹ nè mà đẹp lắm, mới đẹp, hơi dơ, hơi bụi bẩn ở góc, lóng ở trong rất đẹp tuyệt vời, đọt số 3 luôn mà, ngộ 1.8 đọt số 3 dài 5m3, cân nặng của mình là 299g, mã số 19, giá là 700.000 nha. Tiếp tục như mình cây này là cây ISO, cây súp như này, một cái súp Daiwa, cây súp cũng rất mắc tiền như này, cây Daiwa truy súp này nè, cây này em có tìm hiểu thử giá mới nó cũng đâu 7-8 triệu như em, chứ không có rẻ nha, cây Daiwa truy súp, cây này sản xuất từ Việt Nam nè, đó nhà máy Daiwa đặt tại Việt Nam như em, hàng Daiwa đây, nó cứng 25 và 4,5 m, cái form cần nó gọn lắm nên cho bác mình này, 25 4,5 m cần súp nha, súp casting này chuyên quấn bạc bãi này, bắt máy Fuji tem vàng súp Nhật nè, fan Fuji hoàn thiện không nứt không lỗi nha, đẹp nè, em bán giá 700.000 thôi, anh em nào mua không mua gì cũng phải mua nè, ngọn 2.6 ly, cứng 25 và 4,5 m, một cái súp Daiwa nha nè, cân nặng của mình là 479g, cái này mã số 20, bán chú bác mình giá là có 700.000 nha nè, mã số 20 giá 700. Tiếp với mình cây này là cây câu bạch tuộc hai khúc như nè, hai khúc Daiwa Horlock sóng 2 da, bắt máy Fuji tem vàng carbon, sóng 2 da đây nè, carbon whisker, anh này muốn con mực bà câu bạch tuộc thì nó mua cái này về câu, nó rẻ như đây chắc chắn là câu này rồi, hàng made in Taiwan như em, sản xuất tại Taiwan xuất Nhật, tem vàng nội địa, thì nó nói vậy thôi anh em, câu bạch tuộc con mực thì câu, không có về làm con ngâm cũng được anh em, không có khác gì đâu, nó rẻ vậy thôi chứ nó cũng y chang như cần con ngâm con lon xe thôi anh em, hàng Daiwa sóng 2 da carbon whisker đây, 2m4 hai khúc, cứng tầm khoảng 80, tất cả mình fan Fuji nha, 2m4 hai khúc, ngoại hình đẹp anh em, giá bình dân hữu nghị luôn, cân nặng của mình là 272g, ngọn của mình là 2 ly 2, cây này mã số 21, giá cũng 700 luôn, 700.000 nha. Tiếp là như mình Ikeda, một Ikeda carbon giả trúc nè, nó đẹp không, hãng của Maxstack nha, bắt máy thấp luôn này nè, Ikeda 2m4 nha, hãng của Maxstack đây nè, carbon tem vàng nội địa, có tem vàng xuất Nhật đây, hãng Maxstack carbon giả trúc 2 da nè, giờ đây đó, ngọn này ngọn tròn nha em, chứ phải ngọn duy trì nha, đó, ngọn khoen tròn đàng hoàng đây, 2m4, một cây một duy nhất Ikeda, Ikeda dạng size cứng nha anh em. Anh em nào lưu ý Ikeda nó có dạng dòng dẻo cảm giác và có dòng cứng, thì cây này Ikeda dòng cứng nha, 2m4. Cân nặng của mình 145g, cây này mã số 22, bán cho bác mình giá là 800.000. 800.000 nha. Tiếp cho mình cây này, một cây quấn lăn xe nha anh em, cây Daiwa Horlock sóng 2 da. Một cây Daiwa Horlock sóng 2 da nha anh em. Daiwa đây. Bắt máy Fuji tem vàng nha. Carbon cứng 83m3 luôn, lâu lâu mới có con cây nha nè, đây qua 83m3, anh em là chuyên công ngâm muốn lăn xê, quấn dạng quấn bạo lực chút thì lấy cây này, tem vàng nội địa sản xuất Taiwan nha, có chạy xước sơ sơ nè, tất cả mình fan Fuji chân đen hết, fan hơi dơ nha anh em, hơi dơ hơi đóng ten nha, nhưng mà nó không có nước khoen nè, đó nhìn kỹ là không có khoen nào bị nước hết. Đây, sóng 2 da, đẹp chưa? Cứng 80 luôn, 3m3. 3 lóng là như nè, chỉ có 3 lóng thôi, 3m3. Ngọn nè, ngọn 3 ly. Rồi. Rụng nụ một khoen. Kỹ rồi.
thì không sao, em sẽ thay cho anh em quen khác nha anh em. Anh em nào lấy em sẽ thay cho anh em quen khác. Nếu mà em có quen đen vừa như thế này, em sẽ thay quen đen, còn không có thì em thay quen chân trắng nha. Thì là quý giùm em. Đồng vốn là Fuji đá xám như thế này thôi, nhưng mà có chân đen em sẽ thay chân đen cho đồng bộ, còn không có em thay chân trắng nha anh em. Lưu ý cái này là em thay trước cho anh em mình. Em sẽ lấy những kèm vô đây. Đây lúc mà khi mà chốt đơn đóng hàng em nhớ, nhiều khi em quên cái khách đặt hàng cái lu bộ quên cái em không có thay cho anh em mình. Nó gửi tới cái nó kỳ lắm. Anh em không nhận hàng thì anh em ngại, còn nhận hàng thì lại cái đó. Kỳ cục lắm, nên quấn vô đi nhớ. Cân nặng của mình là 399g, một 3 ly nha anh em. Cái này mã số 23, em bán giá hữu nghị chỉ 800 thôi anh em. Cái này qua hai da 80. Đấy, anh em là quấn lăng C mà kiếm một cây trong tầm cái đó thì 80 khó kiếm lắm nha. Tiếp tục cho mình, đây là cái sub leader nha anh em. Một cái Shimano sub leader, nó có cái nút nhựa như này anh em, mà nó mất nhựa rồi. Nha. Phôi nè, phôi có chạy xước lâm tâm nè, cái Shimano sub leader 405 CX hạng đô nha anh em. 405 CX nè. Quân bạc bãi tầm 30-40 mét quay đầu, sub leader, góc có chạy xước. Mấy cây này đó anh em mua 2,2 triệu, 2,3 triệu, 2,5 triệu một cây không. Nếu mà nó làm CX thôi nha anh em, chứ còn mà BX hoặc là AX là nó còn mắc hơn nữa. Bán riết từ từ thì giá nó còn có, em bán giờ riết còn có 1,5 triệu, 1,4 triệu một cây anh em. Như cây này 66 chày nè, là bán 1,4 triệu nè, bán riết cái giá anh em thấy nó cẩm không? Phòi dính bụi dính dơ nha anh em. Em có lau chùi đâu nên em nhìn thấy nó gì đó. Cái về mà lau chùi ra coi, nhìn nó không nó đỏ lên em, lau chùi mấy vết chày nó không có nhìn không có thô cỡ chứ đâu. Có lau chùi đâu khoen đâu nè. Đóng bụi đóng dơ nè, hàng bãi về còn nguyên bụi Nhật nè. Anh em mà thích bụi Nhật thì cứ mua này về, bao bụi Nhật luôn. Đó. Phôi ở trong nè, ở trong anh em thấy nó sạch hơn, anh em nhìn nó mới hơn nè, thấy chưa? Nè, nó là mặc dù nó cũng có chạy xước nè, chứ không phải nó chạy đâu. Đó. Nè, mà ở trong nó đẹp hơn nè. Nó vẫn chạy xước nè, nhưng mà mình nhìn nó đẹp hơn. Đấy. Thấy chưa? Cũng vì cái tính bán hàng nó thẳng thắn như này, mình nhiều người ghét anh em. Bán hàng nói chung thì nó thẳng thắn. Bán hàng có ai như em đâu, không cho người ta trả giá, không bao ship, bán hàng cứ vậy đó, đường giá một mua được mua buôn được thôi, không có bớt cũng không bao ship, nên nhiều người ghét lắm nè. Em biết chứ phải không biết đâu, nhiều người ghét, nhiều người khó ưa, nhiều người gai, nhiều người trước mắt lắm, nhưng mà vẫn vậy rồi, bán trước giờ phong cách vậy rồi, bán vậy thì anh em nào mình thích thì mình đến thì mình bán, không thích thì mình tìm ở chỗ nào mà thích hợp hơn thì mình mua, như vậy thôi, em cũng không có giữ khách. Cân nặng của mình là 410g, ngọn của mình là ngọn 3 ly, cái sub leader này mã số 24, giá 1,4 triệu nha nè, giá 1,4 triệu nha. Rồi tiếp tục cuối cùng cho anh em mình một cây cực phẩm như này, một cây lua 2 khúc. Anh em thấy không, cái này không phải fan được ba đâu nè, cái này mới là có fan dẫn thôi mà nó to chà bá nè, không fan ba chân nè, fan nào fan nấy chà bá nọ fan được 340 ha, fan này fan xích đồng xuống. Từ từ em sẽ cho anh em mình xem cái tên tuổi của cây này đó. Nào, khoan xích to cho bá, khoan nào khoan nấy, lòng súng to cho bá nền luôn. Thì trong cái giới cần lua anh em, cần lua mà chiên lua gờ này em thích nhất hai dòng nha. Một là anh em mình thích nhất, thứ nhất là cái Daiko có dòng mấy cái dòng lua gờ mà mấy cái dòng đánh bóp rồi đó anh em, là mấy cây đó thì nó thuộc về quýnh hạng nặng ha, hạng nặng nên cái cần nó đâu đa số nó phải 400g đổ lên một cây. Đó là dành cho anh em mình quýnh dạng là có thể quýnh bóp, quýnh mồi nặng, quýnh biển rồi đó, quýnh gần hạng nặng. Còn cái dòng thứ hai là cái dòng Smith. Dòng Smith này như cái hãng này của thằng Nhật, của thằng Mỹ này nè, dòng Smith này của ông Mỹ nè. Đó, thứ hai là dòng Smith này. Thì anh em là thiên về cho anh em mình thích mà lua gần cần nhẹ thì lấy cây này ha. Mấy cái dòng Smith này rất là nhẹ nha anh em, mặc dù nó là độ cứng H nè anh em thấy không, độ cứng H nè, 110 là nó dài 3m3 nên em 11 feet là 3m3, độ cứng tới H luôn nè. Nó lưu được từ 18 đến 60g, tải cá tới 30 là bao tải cá 15kg nè. Đó, cái dòng Smith thì anh em có thể lên mạng tìm hiểu mà đánh này. À, Smith này nè. Đó, anh em dòng cần này ra, mấy cây này á, giá nó còn mắc hơn cây Daiko nữa nè, tại vì nó là hãng của thằng Mỹ nên cái giá trị nó cao hơn. Đó, còn về cái phôi cần thì anh em nhìn nè, anh em cảm giác nó dơ là do nó đóng bụi nè. Về anh em mình kiếm một cái gì đó mình lau mình chùi là cả cái tem nè, em thấy không, nó vàng mà em chùi chút xíu nè, nó ra một cái lớp dơ, một cái lớp áo bụi bên ngoài nè, nó sẽ sạch hơn đó anh em thấy không. Đây em có thời gian đồng lau chùi, cái phôi cũng vậy, nó dính một cái lớp áo dơ bên ngoài nên em cảm giác cái phôi cần mình nó cũ như vậy nha. Còn lại cần thì đẹp nguyên bản, độ cứng H luôn nha anh em. Smith Super Chic nè, cây này nó còn mắc hơn mấy cây Yamaga nữa, anh em mình cứ tìm hiểu thử đi ha, nhưng mà giá lại rẻ hơn, giá là rẻ hơn nha, thì do cái tên tuổi nó thôi nè, tên tuổi nó ấy thôi. Thì nên mấy cây này là chuyên cho anh em lua gần nè, 3m3, 2 khúc.
độ cứng là H nha anh em, size H luôn nha. Đó, tất cả phần xích to chà bá là tha hồ mà ra dây, anh em mà đánh mà hay nói dây mà bị vướng víu được ra dây chậm chạp rồi đó. Đó, dây phen nào phen nấy chà bá nợ nè. Tha hồ mà chơi. Một cây nha anh em. Cái này em có một cặp. Em còn một cây nữa độ cứng là MH và cây này độ cứng H nha. Anh em mà muốn mua một cặp thì lượm em về được hai cây. Y chang như thế này luôn, giống hệt hoàn toàn. Rồi, thì về tổng số chi tiết hơn cho anh em mình. 325g nha anh em, 3m3 325g. Cái ngọn của mình là ngọn 2 ly 7. Rồi, thì cây Summit này mã số 25 em bán cho bác mình giá là 3 triệu nha. Thì anh em cứ tìm hiểu kỹ trước khi mua đi. Đó, xem mình thấy cái 3 triệu mình bỏ ra nó có xứng đáng hay không thì quay lại mình mua. Còn cảm thấy nó không xứng đáng, nó không có đúng mục tiêu mình thì mình cho qua, mình tìm cái khác thích hợp hơn. Đó, như vậy em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại quý anh chị bác mình trong những video tiếp theo. Xin chào.